Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Rồi, này. Em giới thiệu đi. Dạ, em tên là Lý, em năm nay 26 tuổi, quê ở Tây Ninh. Em là nhân viên văn phòng ở quận Tân Bình. Rồi, bạn trai mình giới thiệu về mình á. À, em tên là Nguyễn Hùng Cường, em đến từ Bình Thuận, năm nay em 27 tuổi. Và hiện tại thì em đang làm nhân viên IT tại công ty cổ phần công nghệ phần mềm NUS. Cũng ở gần cái công ty của bạn bên kia luôn, không biết là bạn ở Tân Bình mà bạn ở đường nào bạn? Dạ, ở Cộng Hòa. À, mình cũng ở Cộng Hòa luôn, mình ở chỗ tòa nhà Skate Bar. Dạ, không biết. Hỏi tiếp đi, hỏi tiếp đi. Đang hay mà, tiếp tục đi. Hỏi có gì thân quen nữa không? Bạn ở Tây Ninh, bạn có ở gần núi Bà Đen không? Dạ, cũng gần gần. Mình cũng biết Tây Ninh nhiều rồi, nhưng mà chưa có đi núi Bà Đen lần nào hết. Hy vọng lần này có cơ hội để xuống núi Bà Đen để khám phá núi Bà Đen. Vậy mà tưởng đâu ở Sài Gòn cũng gần, ở Tây Ninh gần luôn chứ. Thì nhắc tới Bình Thuận thì em nhớ tới gì, địa danh gì ha? Bình Thuận Tân Cát. Cát hả? Dạ. Đồi cát ở Đồi Dương cũng rất là đẹp. À, nhưng mà anh thì không phải ở đó. Quê anh ở Bình Thuận nhưng mà lại ở Đức Linh. Cái vùng của anh á thì nó chủ yếu là đồi núi. Và Bình Thuận, em thấy cái Bình Thuận, cái địa danh đó em cảm thấy rất là tự hào về quê hương mình. Nó có cái tên rất là dễ thương. Ví dụ như em ở là xã Đức Hạnh, gần đó thì có Đức Tài, rồi Đức Tín. Rất là hay. Nếu mà có dịp nào đó thì mời Lý về Bình Thuận chơi. Dạ. Rồi hôm nay Lý đến đây tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, tròn tròn chút xíu. Bạn ở đây mập dữ lắm luôn. Hình như bạn 90 mấy ký á. Bạn 92 được không bạn? Dạ thôi 70 được rồi anh. Mới nói thích tròn tròn mà. Cũng vừa vừa thôi anh, Quyền Linh rồi. Điểm gì không thích? Hút thuốc. Đi hút thuốc không bạn? Dạ không, trước giờ em chưa hút thuốc. Dạ đặc biệt là con trai có khuynh hướng bạo lực. Em rất là sợ vậy. Đừng có dữ quá, nãy giờ thấy bạn này nói nhiều quá. Đâu nói nhiều chứ đâu có dữ. Nói nhiều chứ chắc dạ. Dữ. Nói nhiều chứ mình nạt cái nín mà. Em nghĩ là em nên nhường bạn nữ chút xíu. Nhiều khi tính mình cũng điên điên lên, mình cũng cào cấu thì cũng sẵn sàng cho. Cho ta cào cấu không bạn? Dạ có chị. Wow. Tính em thì cũng không bạo lực, bởi vì em cũng có chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh mà bạo lực gia đình và em cảm thấy rất là bất bình về cái chuyện đó. Nên em nghĩ là chính ngay từ bản thân mình cần phải làm tốt điều này đã. Nên là về cái vấn đề này bạn cứ yên tâm. Yên tâm ha. Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Em chỉ được cái là em biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ. Mà cái gì mà xấu là em nói thẳng là xấu. Em không có dối lòng mà khen đẹp được. Bạn bè cũng nhắc nhiều cho nên em cũng đang sửa. Không sao, chị nghĩ bình thường thôi. Mình cứ sống thật với bản thân mình là được. Em cũng hơi tệ chút xíu, không có giỏi nội trợ cho lắm. Dạ. Em thích con trai, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu nhưng mà nấu không có được ngon lắm vậy. Dạ từ từ. Em ăn được. Thì em thấy ngon, còn cái người ăn thì hên xui vậy. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thời sinh viên cũng có 2 mối tình, rồi sau này đi làm thì cũng có 1 mối tình. Mới bây giờ cái mối tình dài bao nhiêu lâu? Khoảng gần 2 năm anh. Lý do tại sao mình chia tay? Sau một thời gian quen thì em cảm thấy là bạn nữ đó chưa có phù hợp với mình một vài điểm. Ủa tại sao mình nghĩ cái điều đó đã xảy ra rồi mà? Mình phải nhìn thấy chứ. Tình yêu nó nhiều khi nó cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới nhận ra được. Dạ không chị. Đầu vô không thấy không hợp đi, mất thời gian. Hơi lãng phí tuổi thanh xuân của người ta. Độc ác. Độc ác. Rồi. Trời ơi, phải một câu xanh rờn độc ác. Em nghĩ là trong cái việc mà tình trường nó cũng giúp ích cho bạn nữ trưởng thành nhiều hơn. Em nghĩ là vẫn còn có cơ hội rất là nhiều. Quen 2 năm mà. Chứ đừng quen tao 10 năm nó không hợp. Bạn hãy nói cho bạn gái biết mình có những cái ưu khuyết điểm gì. Biết quan tâm người khác, kể cả công việc của mình hay là công việc của người khác. Em cũng luôn luôn nhiệt tình, ga lăng. Cũng hơi dễ gần á. Nên nhiều lúc đi về quê, cứ mỗi lần đi về quê mà không đi xe máy gì thôi, đi xe đò. Cứ mỗi lần đi xe đò là ngay là một cô ở đó. Anh vậy đó hả? Dạ. Tự nhiên cái mối tình xe đò của em nó giống như là định mệnh vậy đó, xét đánh vậy đó. Thì vậy là nhiều lắm à? Nhiều lắm luôn. Cứ mỗi lần đi xe đò là cô hả? Dạ cũng xác suất là cũng 3 lần một cô. 3 lần cô đó, giờ bạn đi cả trăm lần vậy đó hả? Chưa tới anh. Chắc người ta thấy mình dễ gần rồi người ta cũng bật đèn xanh cho mình luôn. Rồi bạn cũng dễ gần luôn. Nhiều lần nó xảy ra như vậy rồi em cũng sợ. Nên là dần dần cái em phải chuyển sang là đi phương tiện xe máy chứ không dám đi xe đò nữa. À, vụ này ngộ à. Vụ này lạ lắm nha. Bên này hơi hoang mang rồi nè. Thôi anh nghe cái vụ này cũng hơi hoang mang tí. Theo em ý kiến thì sao? Con trai đặc biệt là em không thích con trai lăng nhăng. Mà bạn này dễ yêu quá à. Gặp ai cũng yêu được thì gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Thấy câu hỏi được chút em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á. Tức là hơi rung động nhiều quá. Hoang mang. Vậy sao tên xe đò chưa gặp mối cái mối tình nào mà
gọi là mình để mình tiến tới hôn nhân luôn hả? Về những cái mối tình của mình thì em vẫn nhớ nhất là cái mối tình đầu của mình á, là cái mối tình thời sinh viên á anh Quỳnh Linh. Dạ. Thì có kỷ niệm gì? Dạ, cái nụ hôn đầu đời ở cái mối tình đầu tiên nó đặc biệt. Sao? Tả thưa lâu quá tôi không nhớ nụ hôn đầu đời. Kể nghe coi sao. Dạ. Cái nụ hôn ai cho chị Cát Tường. Không sao, không sao. Dạ. Cái hôm đó vậy, cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung cho việc học. Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại để em vô trong tường luôn. Ôi, là bạn nó hôn em hả? Rồi tới gì nữa? À, tự nhiên lúc đó em rung anh. Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đờ. Là lúc đó là hôn đầu tiên của em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ đó. Vậy là nụ hôn đầu tiên bị ép buộc đúng không? Bị cưỡng hôn hả? À, gần như là vậy đó chị. Mà sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Giờ có thích hôn nữa không? Dễ sợ. Dạ, giờ vẫn thích hôn anh. Rồi chứ có nút gì hôn. Nhưng mà này nè, người bạn gái mà ví dụ như ta cưỡng hôn mình, người ta làm gì cưỡng cưỡng thì ghê vậy? Mình có nghĩ là người ta dạng quá không? Có gì? Có sợ cái người bạn gái mà mạnh dạng quá không? Dạ, mạnh dạng quá em cũng sợ. Nhưng mà vẫn thích. Tức là nó thích nhưng sợ nhưng mà thích. Bây giờ tôi hỏi nè, trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy. Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không. Em đã cho phép ở cái vé trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ đó, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ có tình trường thì cái bạn đó mới trưởng thành được. Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được. Chắc ha. Dạ. Rồi, bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Khoảng 3 năm nữa. Lâu quá vậy? Dạ. Tới đó nó không hợp. Tới 3 năm nó không hợp rồi sao trời? Thì 2 năm gì? Lát mở màn lên 1 năm. Có thể à? Có thể lắm á chị. Khi đè hôn cái là thôi cưới liền luôn. Tôi nghiên cứu cái vụ này, tôi tư vấn cho cô bên này mới được. Sợ mà thích. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2. 2. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng lâu rồi chị, 4 năm rồi. Mà tại sao 4 năm không có ai? Hình như em ở một mình lâu quá, cái em thành ra em thích một mình luôn. Em thoải mái khi được ở một mình hơn. Vậy tại sao hôm nay mình đến với chương trình? Em cũng sợ mình để lâu quá như vậy thì càng ngày em càng muốn một mình hơn. Thì em cũng phải kiếm bạn trai. Bao lâu thì mình nghĩ tới chuyện hôn nhân? Dạ chắc khoảng 1-2 năm nữa. 3 năm lâu quá đúng không? Dạ. Cũng được, nhưng 1 năm bắt đầu gia đình hai bên phải gặp mặt nhau rồi đầu tìm hiểu rồi mình lên kế hoạch đám cưới. Em đi có ai theo ủng hộ em không? Dạ có ạ, có bạn bè của em. Mình thêm ý kiến của vài người bạn nữa coi sao. Em thấy thì bạn trai này cũng ngoại hình dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà về cái tính cách dễ yêu này kia chị thì em thấy nói chung là sửa đổi xíu đi. Chứ em gái mình là nó không thích vậy đâu ha. Chị là làm chung với Lý hả? Ừ đúng rồi. Nhờ chị nói đỡ vậy này. Nhưng mà em phải thay đổi thì mới nói đỡ được. Đó là em nói là lúc đó em chưa có quen ai. Hả? Nên là em sẽ sẵn sàng mở cơ hội. Và mọi người cũng mở cơ hội cho em. Nhưng mà đến khi mà em quen một người thì em chỉ có yêu thương và chăm sóc bạn đó thôi. Chứ không có... Vì là mai mốt vợ em không cho em đi xe đò. Thì đi xe máy à? Bạn Nam có đi với người nhà nào không? Dạ có, em đi với em gái em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh hai em nói có những cái mà anh hai tốt, nhưng mà anh hai nói thành những cái mà người khác không hiểu mà cứ nghĩ đó là cái khuyết điểm của anh hai em. Ví dụ như là anh hai mở lòng, đó là những cái lúc mà anh hai chưa có người yêu. Còn khi có người yêu rồi thì anh hai rất là chung tình. Cái thứ hai nữa là anh hai rất là thương em gái, thương gia đình. Rồi không, cái này là em chắc chắn luôn chị. Dạ tại vì cái chị mà yêu anh hai em gần đây nhất thì em cũng rất là thân với chị đó. Không biết thì chị thấy sao, nhưng mà đối với em, anh hai em là một cái người mà em y như là thần tượng và muốn hướng tới cái một người chồng tương lai sau này của em. Cô em gái tuyệt vời. Hy vọng rằng những cái lời phát biểu của cô em gái sẽ phần nào cứu cánh ra một cứu cánh được cho cái mối lương duyên này. Cảm ơn lên. Chào anh. Chào anh. Ở số bao nhiêu Cộng Hòa ta? Dạ 43 Cộng Hòa. Anh là 19A Cộng Hòa này. Nên chắc cũng gần. Quan niệm của Lý về tình yêu như thế nào ha? Dạ em thích một mạc, chân thành, nhưng phải chung thủy. Em cũng không dám phán xét gì anh hết. Tại vì mới tiếp xúc thôi, mình chưa có hiểu hết. Nhưng mà em mong là
mình đừng có dễ siêu lòng vậy nữa, nếu không là tội nghiệp bạn nữ của anh lắm á. À, đôi khi cái cảm xúc á nó đang ở cao trào nên mình chia sẻ luôn, chứ mà thực sự con người anh thì nó cũng rất là điềm tĩnh điềm đạm. Em rất là ngang tàn cho nên là phải có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Anh nghĩ là anh làm được. Anh có chắc không? Em tìm đúng người rồi đó. Một cô gái rất là xinh xắn nha, rất cá tính. Em còn những cái ưu điểm gì em có thể đem ra thuyết phục bạn gái đi, chứ không là không bấm nút á. Bản thân anh là một con người làm việc có kế hoạch. Dạ. Và anh quan niệm rằng á, là một người con trai á, thì đảm bảo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống nó bình yên, có một cái chỗ dựa vững chắc về sau này. Dạ đúng rồi. Thì anh nghĩ là nếu như mà em cho anh một cơ hội, thì khi mà ở gần nhau, quen biết nhau, thì lúc đó cái sự cảm nhận về nhau nó mới sâu sắc được, nó mới chính xác được. Chứ mà 20 phút hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ đôi khi cái sự suy nghĩ về nhau nó cũng chưa phải là chính xác 100%. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai có hồi hộp không? Em vẫn còn chút phân vân, cái vụ hồi nãy đó phải không? Cái vụ mà không, bạn trai nói có khi nói hơi lố chút đúng xíu. Đúng rồi, trên cả chưa biết nổi đâu. Chưa biết cách trình bày nữa. Ừ, một người cái mặt rất là phúc hậu thế này mà không lẽ chúng ta nhau một cái đi. Dễ thương mà, cặp đôi này rất dễ thương. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trong một trang phục khác đẹp hơn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật là hạnh phúc. Đẹp giống như anh Đan Trường nè, người đàn ông của gia đình giống như anh Hiếu Hiền nè, cái hiền lành điềm đạm giống như anh Quyền Linh, ga lăng giống như Trấn Thành. Hiền Trường Thành Linh. Không hút thuốc có uống rượu không? Dạ bia cũng có 10 chai. Trời ơi. 10 chai là em thấy nó hơi nhiều rồi, nếu mà có thể thì giảm lại đi. 4 lon trở lại à, 4 lon. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Khoa dữ luôn, rồi, ngồi đi em. Rồi, xin mời nhà gái. À, mời em. Rồi, chào em, dạ, giới thiệu chào mình đi em. Em tên là Khu Quang Hiếu, em 34 tuổi, em đến từ quê hương Vĩnh Long. Hiếu làm gì? Dạ, em làm bên thi công lao phong với làm bên xây dựng. Thi công lao công là sao? Dạ, la phong la phong. Dạ la phong nhà. La phong ở trong đây là dạ. Tôi nghe lao công. Em giới thiệu đi. Trước tiên thì em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, đó. Chào bạn kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Yến, 29 tuổi, hiện là em đang làm kế toán ở Hủ Tiếu Nguyên Quán Bến Tre. Trời ơi quá dạ. Gần luôn nè, Linh nói Vân nghe nha. Nhà của bạn gái, nhà bạn trai chỉ cách cây cầu Cổ Chiên thôi. Nhanh lắm. Dạ. Cầu đi qua Vĩnh Long á, gần lắm. Qua Trà Vinh luôn. Dạ. Rồi đàn gái cho tôi biết một chút ưu điểm và khuyết điểm đi. Ưu điểm cũng như khuyết điểm của em đó là dễ tin người, hơi thật thà chút. Điều đó tốt mà. Em biết nấu ăn với lại thích học những món ăn mới. Có khuyết điểm gì không em? Em hơi bị nóng tính, khó chịu nữa. Em điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh là em cũng không hút thuốc, thích làm công việc và nhạy bén trong công việc. Không hút thuốc có uống rượu không? Dạ có. Rồi xây dựng mà uống chút chút thôi. Uống nhiều không em? Dạ bia cũng có 10 chai. Trời ơi. Dạ điểm yếu là cũng như ngủ hay chưa. Cái sở thích của em á? Em thích đi du lịch. Trong nước hay ngoài nước? Dạ em thích đi Mỹ. Mỹ Tho được không? Dạ. Mỹ Tho. Phải anh, cái đó là thuộc trong nước là anh. Cái nếu mà chưa được đi Mỹ thì mình đi ghé ngang Mỹ Tho. Nếu có vé đi du lịch được á thì sau này về anh coi với em cũng thể là đi một chuyến được. Cái đó là cái mà anh nghĩ rằng nó cũng không xa lắm đâu. Dạ. Bởi vì giờ vé đi Mỹ nó cũng không đến nỗi cao. Đi theo tour không đúng có rồi. Nhiêu đâu. Được, vâng, cái đó là ước mơ trong tầm tay được. Vâng đi Mỹ hoài nè. Không có vấn đề. Bữa gì. Bữa nào ké máy bay chị đi. Em thích qua ly với lại thú bông. Nhưng mà em không thích động vật. Vậy thì em hồi nó sẽ ước mơ cho thành hiện thực. Anh sẽ tặng wow. Em một con bông. Chúc em con. Sở thích của em là gì? Thích kiếm tiền. Và thích cũng thích đi du lịch nữa. Nhưng mà chưa có điều kiện đi. Tại vì làm công việc nếu có điều kiện, có bạn gái cùng hợp ý đi thì em sẵn sàng đi du lịch. Cái ước mơ kiếm tiền của em được đó. Rồi cái chuyện tình yêu của em sao rồi?
Dạ có, nhưng mà mới có mấy tháng rồi xong rồi chia tay rồi. Ồ vậy đó hả, lâu chưa? Em chia tay bạn đó là năm 2014. Em yêu có mấy tháng sao mà chia tay em? Nói chung là hay ăn hiếp em một xíu nên là ở nhà em không thích cho nên là tụi em chia tay. Dạ, mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng có một mối tình đơn phương. Tôi thấy bạn gái đó dễ thương, mình theo đuổi, mình quan tâm nhưng mà người ta không có quan tâm lại nên không đi được tới đâu hết. Quan tâm gì? Ví dụ cũng như mình chăm sóc, mình điện thoại, mình hỏi thăm, mua quà, mình đồ tặng. Mua quà gì? Quà hay là... Quà gì? Quà hồng. À. Vậy là ta thích hoa ly ông ơi, bên đây ta thích hoa ly ông ơi. Nhưng mà tại vì lúc trước mối tình là cũ, còn bây giờ mối tình mới này thì đổi hoa ly nha, đổi hoa ly nha. Dạ. Một chàng trai 34 tuổi mà chưa có mối tình dắt dai nào hết trơn á, còn trong trắng. Bên đây ta Trinh Nguyên nè. Em có hung lần nào chưa? Rồi có hung mẹ không? Rồi có hung mẹ không? Hung mẹ thì nói gì? Ôi trời ơi, đáng yêu quá vậy trời ơi. Em có cảm giác em nằm mơ em hung người nào chưa? Nằm mơ thì có. Có hả? Cảm giác làm sao, kể nghe coi. Thức dậy quên rồi. Thức dậy quên rồi. Quên rồi, người ta không có cái hình bóng cụ thể. Nói trời nghe nè, thế em có cái hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ để mà em yêu? Dạ có, vừa cao mà nó nhìn nói chuyện mà nó ngọt ngào, nó với có cá tính chút xíu. Rồi bên kia em sao? Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Đẹp giống như anh Đan Trường nè, xong rồi phải là người đàn ông của gia đình giống như anh Hiếu Hiền nè, và tính tình phải hiền lành điềm đạm giống như anh Quyền Linh, và đặc biệt cái nữa phải ga lăng giống như Trấn Thành. 4 năm trong một anh cũng đạt được á, tiêu chuẩn là cũng như hiền và như Đan Trường thì cũng không nói là 100%, nhưng vậy là cái anh của 70% được. Hiền Trường Thành Linh. Dạ chào anh Quyền Linh. Chào em gái dễ thương mà trắng thiệt á, có trắng. Dạ chào chị. À, có thằng trai gì đó thằng trai hiền lành, 34 tuổi còn Trinh Nguyên nha. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra thì bạn trai em muốn là cao bao nhiêu? Dạ 1m65 trở lên chị. Da trắng hay đen? Da trắng. Uống rượu ít thôi, nhưng mà 10 chai là em thấy nó hơi nhiều rồi. Nếu mà có thể thì giảm lại đi. 4 lon trở lại rồi. 4 lon trở lại thôi. Dạ. Em có tài lẻ gì không? Dạ em thì cũng có thích chơi thể thao, văn nghệ thì cũng hơi dở nhưng mà cũng biết tí xíu. Em thích nhất cái điều gì ở bạn gái em? Thích nhất điều bạn gái là chân thật và không nói dối. Bây giờ nói người ta khó chịu quá là em chịu nổi không? Dạ chịu, thì tính tình. Tại em cũng tính em rất là kiên nhẫn. Lúc mà em xỉn rồi thì em sao? Dạ xỉn rồi, giờ em ngủ. Nhưng mà nhậu xỉn quá, mức độ của em là đi về là tự lo nha, em không có chăm sóc. Cái này đi, nói trước anh, luôn. Anh sao không có nhậu tới mà xỉn như đâu em? Coi tôi gặp bằng đàn gái kia đi. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Kính chào toàn thể quý vị có mặt trong khán phòng. Chào cháu trai. Dạ, xin chào cô. Tôi là dì ruột của bé Yến. Thế cháu trai ở đây thì đứng về góc độ của một người dì thì tôi thấy được, nhìn bề ngoài thì cũng rất là hiền và cũng có một công việc ổn định. Chỉ còn một chút xíu thắc mắc thôi, đó là nghe nói nhậu hơi nhiều. Nếu được thì mình hạn chế một chút. Với lại thêm một cái điều kiện nữa là Vĩnh Long với Bến Tre là hai cái tỉnh nó cũng rất là gần. Đây là cái điều kiện mà gia đình cũng thấy là rất là ổn. Dì ba thì thấy ok hay Yến? Có dì ba là ok hay Yến? Cảm ơn dì ba nha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Bỏ nhậu được không? Dạ dạ được. Tại vì công việc giao lưu với bạn bè này cũng hạn chế lại được. Mình hạn chế là được rồi. Dạ dạ. Rồi hôm nay chú rể đi với ai? Dạ con đi với cha, với anh, chị dâu và em trai út với em dâu. Dạ trước tiên thì em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái bên kia với hai anh chị. Em là em út. Chị bên đây thì rất phù hợp với anh Hiếu. Nếu như mà chị về chị làm chị dâu của em thì em nghĩ những vấn đề đó thì rất là đơn giản, tại anh em rất là hiền. Và đặc biệt một cái là tính ảnh rất là thương vợ. Em nhìn em trai đó với ba đó, Hiếu giống ba với em hiền trai vậy đó. Em trai nó đô nhiêu thì chú gầy bấy nhiêu. Lo cho con quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở rào cho hai đúng bạn rồi. Gặp mặt ha. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Dạ. Hết hồn dơ quá trời rồi. Rồi Hiếu. Tới đi. Em có món quà gửi anh. Rồi, cũng có món quà tặng trời, cho em. Em cảm ơn. Cái này đứa nó còn nữa. Đứng im. Đúng, đúng vào bông luôn nè. Rồi, rồi, tặng cho em. Dạ, rồi, em cảm ơn. Em giấu yêu ơi, anh đang đi tìm em. 20 năm để chờ cả đời yêu thương. Tiếp. Xin em hãy theo anh đi về quê hương Vĩnh Long yêu dấu. Còn để chờ gì nữa, hãy theo anh
về quê ta xây một ngôi nhà hạnh phúc. Này là bị sấm sét ái tình hay sao á, mà giờ từ hát mà chuyển qua đọc luôn là sao trời. Em chị hỏi này, cái nhà này là tự tay em làm hả? Mấy ngày? Dạ làm 2 ngày. 2 ngày hả? Dạ. Đó là tự tay người ta làm đó nha em. Dạ. Lần đầu tiên em gặp anh thì em thấy như thế nào? Thấy anh cũng thật thà, cũng vui. Còn anh thấy em như thế nào? Thì có nóng tính giống như lúc nãy em nói không? Thì nghe nói nóng tính, nhưng mà giờ thì gặp mặt thì nghe nói nó cũng hiền, chứ không có nóng tính. Không, cái này là nhìn mặt rồi không có thể nào mà nói là dùng từ nghe nói được. Đúng không? Thì thấy bây giờ thấy hiện thực thì thấy cũng hiền. À, anh có thích trẻ con không? À, thích. Anh có thể giữ một đứa bé trong vòng bao lâu? Thì giữ cả ngày cũng bình thường. Nói chung là tùy theo lúc. Tính em cũng giống như những cái người già, nói chung hơi bị cổ hủ một chút. Ngày thường thì em rất là con nít. Còn tính này thì nếu ấy thì anh chịu được, không sao hết. Nếu mà yêu trẻ con thì sẽ giữ em được thôi. Còn nếu không yêu trẻ con không giữ được em đâu, này em nói trước. Rồi nếu mà quen nhau thì khoảng bao lâu anh qua bên này thăm em một lần? Tại công việc của em là nói chung là ít khi được nghỉ lắm. Thời gian nào rảnh, bữa nào, ví dụ một tuần đó, thứ bảy chủ nhật hay gì đó, thì bữa nào em rảnh thì em nói anh chạy qua. Đợi nói mới qua được chứ không tự nhiên, không tạo bất ngờ được ha. Nói chung là em lúc nãy em cũng có nói là em thích một người lãng mạn giống như Trấn Thành, tuy là phải chăm sóc gia đình như Quyền Linh, nhưng ổ lộn ơi, như là Hiếu Hiền và là Hiền như anh Quyền Linh, nhưng mà em cũng muốn có sự lãng mạn. À, ví dụ anh cũng phải cũng đi bất ngờ chứ, tại vì thí dụ cũng đi qua bất ngờ để tìm hiểu coi bên nhà hay bạn gái của mình như thế nào chứ. Bây giờ anh có thể mở món quà đó cho mọi người xem được. Wow. Trời ơi, cái gì đẹp quá vậy? Dạ, cái đó này là cây gì? Mầm do cải mầm. Chính ta em trồng. Mầm giá đó đúng không? Dạ, đúng rồi, nhưng mà này không phải là giá, này là cải lên. Dạ đúng rồi. Bây giờ em thể hiện cái gì cho bạn gái thấy sức khỏe rồi coi chứ thấy yếu quá. Chuẩn bị nha. Chứng minh sức mạnh của đàn ông cho phụ nữ thấy nào. Chào quý khán giả. Anh Nho Ha CEO. Anh Nho Ha CEO. Xin biểu diễn bài nhập môn quyền của Taekwondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. Ê! 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 Ôi, là giật mình luôn. Một bài đó nha, một bài đó. Cái này em nghi về chắc có vấn đề gì. Chắc em ăn đấm trước quá, chưa gì em thấy đấm như mặt em sẵn rồi. 1, 2, 3, 4. Trong vòng 3 tiếng đếm thôi, hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem con tim mình có thật sự rung động chưa. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Bấm hay không là quyền của các bạn. Ủa, em có bấm không? Có. Em có bấm không? Có. Có bấm. Rung không em? Dạ cũng rung. Ngắm tay đi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn cầm lấy và vào đó xem những bộ phim về tình yêu để yêu nhau nhiều hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên đi em trai. Dạ. Yeah. Bắt đầu đi em. Dạ. Yeah. Hôn. Hôn. Giữ cải đi, hồi về hai đứa xào ăn. Cái này ăn sống trồng gỏi được. Ăn sống luôn hả? Đúng rồi. Tại cái này là trồng bằng nước sạch, có thể ăn tại chỗ luôn. Trời ơi, biểu gì nghe nấy à, trời đất ơi. Cái thương gì đâu á. Em mời em. Dạ, mời cô. Được rồi, cảm ơn em. Đúc đi, nhiều nhiều vô. Sản phẩm em trồng nên em tự tin nha. Hồi nãy chị đã khuyên em rồi, em phải ăn trọn gói. Em đừng có chia cái này cho ai hết trơn trọi đó. Chia sẻ là vui hạnh phúc quá. Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít,
như làm việc nhà, nấu ăn. Thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn. Em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được. Sau này nếu mà có thực tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Bây giờ hồi hộp quá, gặp liền cặp đôi thứ nhì đi. Tôi nôn nao lắm rồi, gặp liền đi. Mời quý vị chúng ta hãy gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai luôn. Rồi, chào anh trai. Ngồi xin đi. Xin mời nhà gái. Cái đây nè bé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Mời em trai. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Văn và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hải. Năm nay em sinh năm 1988 nhưng mà tuổi giấy, còn tuổi thật là 89. Dạ. Là ba mấy tuổi đúng không? Dạ, 32. 32. Dạ. Em làm công việc gì? Em làm một nhân viên kinh doanh ở Bình Dương. Ở quê đâu? Quê em ở Cà Mau. Quê Cà Mau làm việc Bình Dương. Còn em? Nhà gái. Em giới thiệu về mình dạ, đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào bạn tham gia chương trình. Và quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Phương Dung, năm nay em 32 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên chứng từ cho công ty vận tải ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì theo như bạn bè nhận xét á, thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn với lại biết cắm hoa. Hiện tại thì em cũng đang theo học một lớp cắm hoa chuyên nghiệp ạ. Còn dạ. Cái em có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì theo bạn bè nói thì em nói nhiều với lại rất là thẳng tính. Thẳng tính tốt mà, đâu có yếu đâu. Dạ. Rồi nhà bên kia, bên kia nào? Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn, biết chơi ít thể thao. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hơi cọc tính và cầu toàn trong công việc. Cọc tính hả? Cọc dữ không? Cọc lắm hay làm gì? Thường thì nói chung cũng không lắm lắm. Nếu như mà em thấy khó chịu thì em bỏ ra ngoài thôi. Thôi vậy sao? Rồi, xin nhờ mời nhà gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào? Dạ, em trải qua được 2 mối tình ạ. Mối tình lâu bền nhất là mấy năm? Dạ, 3 năm ạ. Chia tay cách đây cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi? Dạ. Ồ, lý do chia tay? Dạ, do em với bạn đó không có đồng quan điểm trong cuộc sống á, với lại do bạn đó với em là quen xa. Nhưng mà vấn đề là bây giờ ở Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh là gần mà đúng không? Em là ở... Dạ, em hiện tại đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, còn bạn kia hình như là bạn kia bên Bình Dương phải không Linh? Dạ, em ở Thủ Dầu Một, Dương Văn à. Bình Dương đúng rồi. Ừ, là cũng đâu có xa đâu đúng không Linh? Quan trọng là niềm tin lẫn nhau thôi. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình thôi, chỉ trong vòng khoảng 4 tháng. Mà lâu mau rồi, cái đó là hồi nào? Cách đây 7 năm, hơn 7 năm rồi chị. Rồi trong 7 năm vừa qua là không có thêm một mối tình nào khác nữa? Nói chung là thật ra cũng buồn nhưng mà em vào là công việc rồi thì em gác lại cái chuyện yêu. Coi như là theo chị hiểu mới có đúng rồi nha. Khi mà em chia tay cái mối tình đó tương đối là buồn đúng không? Và em nghĩ rằng thôi bây giờ cái thời gian này á, là mình nên dành hết cho sự nghiệp. Yeah. Khi sự nghiệp ổn định rồi thì mình tham gia bạn muốn hẹn hò. Và đến bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể thành lập gia đình rồi đúng không? Nói chung cũng được, tạm được thôi chứ cũng gọi là chưa hoàn hảo lắm. Giờ có nhà chưa? Dạ, chưa, em vẫn ở trọ. Vẫn ở trọ, đâu có sao đâu, chuyện ở trọ. Hai vợ chồng hùng lại mua căn nhà đó mới bền. Thật chất em nói với chị Hồng Quân á, cái vấn đề mà mình còn trẻ, mình làm kinh tế á, thí dụ như mình có 500 triệu, có thể mình ở trọ nhưng mà mình có thể lấy 500 triệu đó mình đi làm một cái việc khác. Đúng nó rồi. Có thể tốt hơn. Còn thí dụ như mình có gia đình, có con rồi á. Đúng. Thí dụ sau này về mình mua thì nó cũng đúng. Vẫn ok. Anh Linh y chang vậy đó. Em có biết không, đến một ngày nào đó ông mua một hơi 10 căn nhà. Dạ. Hồi đó thì ở trọ không. Xong rồi á, gom mua một hơi 10 căn nhà, thấy mà ghê luôn. Đâu ra mà tuyệt tình. Để chị hỏi bạn gái, dạ. Em nghe tâm sự em thấy như sao? Nếu mà hai đứa cùng chung tay hiệp lực mua một căn nhà thì nó sẽ bền hơn? Hay là em muốn bạn trai của em phải có nhà trước cho dạ. Em ở? Dạ không, em thì theo quan niệm là hai đứa cùng làm thì cùng mua thì nó sẽ bền hơn. Chính xác, bạn dạ. Nói là như vậy nè. Ví dụ giờ bạn có 500 triệu, bạn vẫn ở thuê, đến chi bạn lấy 500 triệu đó bạn xin lời ra 1 tỷ. Quan điểm đó phù hợp dạ, với em dạ, không? Dạ, phù hợp với em. Ok. Em hình dung bạn trai bên đây thì sao? Em
chắc cũng người chắc cũng chung người. Chung người dạ, đúng không? Dạ, chung người thôi. Dạ. Em mong muốn cái bạn trai của em là có những yếu tố gì? Cái đó là cái yếu tố do mình mong muốn đặt ra thôi. Thì cũng cao khoảng 1m68, 1m7. Tại em cũng thích cao cao như vậy. Cao cao. Da rồi. Nước da làm sao? Thì ngăm ngăm, không trắng quá. Ngăm ngăm không thích trắng đúng dạ, không? Dạ, trắng người ta nói nó công tử. Ngăm mà sao trắng được? Dạ, gia đình nhà gái tôi đến đây là hết, xin mời gia đình nhà trai. Dạ. Bây giờ bà kiểm tra quá trời, bà mối kỹ ghê luôn đó. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thật ra thì em không có cái mẫu hình lý có tưởng. Có mẫu nào không? Không có nhưng luôn mà đó. Em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được. Không có vấn đề gì cả. Nói chung là quan trọng là em cảm nhận được thôi. Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Khi mà em có một cái vấn đề gì đó, đừng có nên mà đấu khẩu với nhau. Cái người đàn ông là cái người thật ai cũng nóng tính. Nhưng mà thực chất ra một người nhịn á, thì nó sẽ hay hơn. Trời ơi, dễ thương quá. Chào em gái. Dạ, dạ. Tụi đàn trai nhìn thấy đàn gái là thấy sẽ chịu rồi đó. Chứ dạ. Sao? Ừ. Em không thích điều gì đàn ông? Quý chứ bộ buồn dạ, chủ. Em không thích bạn trai quá gia trưởng. Với lại tính toán. Với lại là hút thuốc. Tại vì thật sự hút không có tốt với sức khỏe. Bên bệnh coi có tính toán không? Tính thì tính toán cách làm ăn thôi. Còn cái vấn đề mà tiền bạc em thoải mái. Thoải mái. Vợ lấy nhiều đường nhiều đúng không? Nói chung em lương gì em đưa hết, nhưng mà thật chất em đi công việc là có tiền trong túi là ok, không có vấn đề cả. Đưa có gia trưởng đúng không? Đưa đủ thôi chứ đưa ít này ra mượn ta không cho sao anh? Ông mối hỏi coi có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Nói chung là chắc em không có. Thật ra cái tính rồi được rồi. Còn gì nữa em gái? Nói chung là em cũng mong muốn, tại vì thật ra em cũng chia sẻ thật chương trình em là con một á, nên cũng muốn là sau này nếu mà có thể tính xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo lại với ba mẹ bạn đó. Tức là muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được, hoặc là tụi em ở bên kia cũng được. Dạ. Mà đúng không? Dạ dạ. Con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm đâu, phải bắt rễ. Dạ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người dạ, đeo đuổi chết đúng không? Em cũng chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba em nói Dung hay đăng ký chương trình thì ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Ba em đúng đó. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân ba em đâu? Dạ, cha em dưới. Có đi luôn hả? Dạ có. Rồi, dạ. Xin chào nhà gái. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ vâng ạ, chào thì, anh. Thì cha của Phương Dung nhận xét cháu trai này thấy cũng đẹp trai, cũng hiền. Thì mở rào đi, hai đứa tìm hiểu nhau có cơ hội tiến tới. Dạ. Nhưng mà thấy con rể tương lai này hợp lý không? Dạ, thấy được. Có khi nào có ý định là bắt rể không? Không, thì chuyện tôi nói là làm ở riêng chừng nào cũng được, chứ không cần mà hấp rễ gì. Muốn ở đâu ở ha. Dạ, rồi thấy không? Thế chờ giờ tương lai. Dạ con cảm ơn. Em đi với ai? Thật ra là mẹ em lên đây, nhưng mà mẹ em lên có tuần rồi, nhưng mà có việc đột xuất á, mẹ em về. Thôi bây giờ em gọi về cho chị Hai đi, cho chị Hai cũng như là có người thân ủng hộ em đi. Chị Hai là ai? Chị ruột ở dưới quê á. Mẹ có mặt bên cạnh chị Hai không? Dạ không, chỉ có chị Hai có chồng thì ở cũng hơi. Gọi đâu chị Hai đâu, gọi cho anh coi. Dạ. Trời, điện thoại đẹp quá ha. Chắc chị Hai đi đâu rồi. Alo. Bữa nay em lên chương trình bạn muốn hẹn hò, thì anh Linh muốn gặp chế. Chế Hai khỏe không? Khỏe. Khỏe, chế Hai biết ai không? Biết, anh Quyền Linh. Hả? À? Quyền Linh dễ thương không? Dễ thương, coi hoài à, tập nào ra cũng có coi. À, tập nào cũng coi chứ hả? Có Hồng Vân kìa. Đó, coi móc cháu tương lai coi được không? Được không chế? À, ngoài cũng xinh hả? Ê, cho bạn nữ chào chế cái đi nè. Chào chế cái coi. Chào dạ, chị đi. Chào ạ. Dạ. Rồi chế khỏe nha. Bye bye chế nha. Chào kia. Rồi như vậy là mình cũng có ý kiến gia đình. Thế nào chế cũng nói lời mẹ mày ha. Dạ. Thôi giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi, mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Chào. Nhân dịp đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có bó hoa này tặng cho em.
Dạ. Nhưng mà thực chất 32 năm anh tặng bó hoa cho người con gái đầu tiên. Nhưng mà nó cũng không hoàn chỉnh lắm đâu. Dạ. Nếu như sau này có duyên thì anh sẽ hoàn chỉnh nó hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Thì đến với chương trình hôm nay em cũng có món quà để tặng anh. Thì em tặng cho anh cái chiếc cà vạt. Đây cũng là lần đầu tiên em mua chiếc cà vạt tặng cho một bạn nam. Em thì cũng không biết thay cà vạt. Nếu mà thật sự sau chương trình này tụi mình có duyên có nợ với nhau thì em hy vọng anh là người chỉ cho em thắt cà vạt. Em cảm ơn em. Hồi nãy nghe em tên Dung đúng không ta? Dạ, em tên Dung. Cũng là tên trùng tên với mẹ anh á. Thì không biết là gia đình mình thì anh là con thứ mấy trong nhà? Anh là Út. Út. Dạ, lại sống với mẹ. Hiện tại thì anh sống ở đây sống một mình. Thật chất là mẹ sống với quê. Dụ lên hoài mà không lên. Anh cho hỏi ví dụ như nếu như mà sau chương trình này á, mà tụi mình có duyên với nhau á, thì cái thời gian giống như anh nói là anh làm công việc kinh doanh đó, thì không biết là kinh doanh của mình là kinh doanh về lĩnh vực gì ạ? Hiện tại thì anh làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Chứ anh không có chưa có kinh doanh riêng. Dạ. Anh thấy em sao? Nói chung thì cũng như tất cả mọi người ở đây nói là em thì dạ, quá tuyệt vời. Cảm ơn anh. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Cảm nhận thật lòng mình. Cảm nhận thật lòng á thì theo như tự giờ mọi người nói thì em thấy anh theo cái tiêu chí mà em đưa ra thì em thấy hình như vượt hơn tiêu chí. Anh thì ở Bình Dương, thì nếu như mà thiếu như mình sau chương trình mình có hẹn hò với nhau thì anh sắp xếp thế nào? Nói chung thì tùy hai anh với em, ví dụ như thương lượng cái giờ thôi thì anh sắp xếp thôi. Ví dụ như em nói ở chiều nay đi chơi thì ví dụ như mấy giờ anh có thể anh sắp xếp. Dạ, làm xuống với em đúng không? Đúng rồi. Thì anh cho em hỏi là chia sẻ quan điểm về tình yêu của anh làm sao ạ? Nói chung anh quan trọng nhất là chung thủy. Khi mà yêu nhau á mà giấu một cái gì đó rồi, một khi đã biết rồi á là khó lắm. Tại vì anh có gì anh cũng nói, nhưng mà anh không thích giấu giếm cái vấn đề gì đó. Nếu như sau này á lỡ nó như mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó nó không hay, cho nên mình thẳng thắn, mình thật thà thì nó dễ hơn. Dạ, vậy là cái tính anh cũng gần giống tính em đúng không? Thẳng thắn đúng không? Đúng rồi, anh thẳng thắn lắm. Dạ. Rồi hai đứa yêu nhau vậy là tính chừng nào làm đám cưới? Em thì thí dụ như tùy theo bạn nữ, em thì càng sớm càng tốt chứ. Về bây giờ về nhà một lần em cũng mệt mỏi quá. Càng sớm càng tốt là bao lâu anh? Nói chung thì cuối năm nay, hoặc là nếu như không cuối năm nay được chắc có lẽ là qua năm sau. Ý em như thế nào? Thì em cũng nghĩ là nếu mà được tìm hiểu thì khoảng 6 tháng hay 1 năm kết hôn là vừa rồi. Thật ra thì tụi mình tuổi này cũng đã kết hôn, nên kết hôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Thật ra tuổi này thì nhanh nhanh để về còn lo gia đình, còn lo cơm áo gạo tiền nữa chứ đu đưa hoài đâu được. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó để tạo cảm xúc cho nhau, rồi để mình cùng với cảm xúc, cùng với câu chuyện nãy giờ mình quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời em trai. Cho anh mượn. Dạ. Em nói chung là em không biết ca, nhưng mà thôi lên chương trình thì em cũng gán. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên game. Dạ được ạ. Tại vì em đang đau họng. Chỉ cần cái câu mà hồn lỡ xa vào đôi mắt em là đủ rồi, đủ ý nghĩa rồi ha. Đừng có buông tay ra, thử nắm đi, tiếp tục cảm nhận những cảm xúc của nhau. Bạn nữ sao nè? Dạ thì em cũng đáp lại anh một đoạn thôi. Em không hát không có hay, nên là anh cố gắng nghe nha. Cầm tay nhau, tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu ta trao nhau mãi không bao giờ phai. Được rồi đó. Bây giờ đã đến phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép thật sự trong cuộc đời của mình hay không, có phải là cùng mình nắm tay đi suốt quãng đường còn lại hay không. Quyết định đưa ra là phải chính xác, đúng như con tim mình suy nghĩ nha. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3. Hết thời gian.
Ủa em có bấm không vậy? Dạ có mà nó không có. Cái nút này kỳ quá, cái nút này quá kỳ rồi. Hồi hộp muốn chết luôn. Tình yêu nó tới mà chút xíu nó vụt đi rồi. Thấy không? Rồi nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình đã hẹn hò nhau được. Xin với cha cho hôn cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Dạ con xin phép ba cho con làm thủ tục. Dạ em xin phép nha. Em làm việc có thể chịu được áp lực. Cũng biết may vá chút đỉnh. Bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, bóng đá. Em cũng thích nấu ăn. Thì quan trọng là cái tính cách và cái việc họ sống như thế nào thôi. Như là em đang đọc được suy nghĩ của anh hay gì? Như vậy là ta đã có cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò. Xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Bây giờ xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Rồi mời đi em. Trời ơi, tôi đã bịa tôi thấy rồi đó nghe. Trời ơi, quà cáp quá nhiều kìa. Em ơi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, dạ chào chị Hồng Vân. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, kính chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Thị Bé Ngọc. Hôm nay em 33 tuổi, là kế toán công ty xây dựng ở Sóc Trăng ạ. Ngọc ở Sóc Trăng. Ngọc đang ở Sóc Trăng luôn hả? Dạ. Mời em trai. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Chào bạn nữ bên kia và chào khán giả. Em tên Nguyễn Hoàng Yên, sinh ra lớn lên ở Hậu Giang. Làm việc tại Hậu Giang luôn. Ủa có gần không Linh? Sát bên luôn. Sát bên luôn hả? Dạ sát bên. Rồi bạn đó tên Yên đúng không? Bạn Yên. Bạn Yên là nhiêu tuổi Yên? Dạ em 33 tuổi. 33 luôn. Bằng tuổi luôn. Rồi em, cái điểm mạnh của em là điểm gì? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc có thể chịu được áp lực, vui vẻ, hòa đồng. Bạn còn ưu điểm nữa không? Bạn giỏi về cái gì? Giỏi may vá theo dạ, em cũng biết may vá chút đỉnh. Rồi dạ. Có biết ca hát hay là nhảy múa gì không? Dạ, em có thể hát được. Hát được dạ. hát dòng nhạc gì? Dạ, có thể ca cổ được. À, ca cổ chút xíu nhớ tặng cho ảnh nha. Dạ. Điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm yếu của em là hơi nóng tính xíu, kiểu như hơi thẳng tính á. Tại vì đôi khi mình thẳng tính có những vấn đề nó sẽ không hay. Em nấu ăn ngon không? Dạ, nấu ăn thì em nấu được nhưng mà không ngon lắm. Đó là cũng là một điểm của em. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì biết chơi thể thao, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, bóng đá. Các loại bóng ha? Dạ, các loại bóng. Các loại bóng. Em cũng thích nấu ăn. Đi đâu mà ăn cái món gì ngon ngon là hỏi cách nấu. Rồi nếu mà không có người hỏi thì bắt đầu lên mạng về nấu. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm em chắc hay quên. Hay quên, gì nữa? Chứ em cũng không biết nào. Tức là ổng là hoàn hảo rồi, ổng có khuyết điểm. Bé Ngọc. Dạ. Em đó giờ là em yêu mấy người rồi? Dạ cách đây 10 năm thì em có quen một bạn được 3 năm. Sau đó tụi em chia tay thì đến nay cũng chỉ tìm hiểu một vài người chứ không có quen nữa. Lý do tại sao vậy? Là lý do là em là 86 rồi, là nữ tuổi dần. Cho nên là gia đình bên đó không đồng ý cho nên tụi em dừng lại. Qua cái lần đó em có cảm thấy giống như em bị chừng lại, em bị mặc cảm về cái chuyện tại vì mình tuổi dần cho mình làm biếng tìm hiểu không? Dạ cũng có một phần chị, nhưng mà theo em nghĩ á, mỗi một người sẽ có một quan điểm sống khác nhau. Cái nhận định của người khác thì mình không thể nào thay đổi được, hoặc là mình không thể nào áp đặt người ta được. Nhưng mà biết đâu đó cũng sẽ có những người sẽ có những suy nghĩ sẽ thống hơn. Thì quan trọng là cái tính cách và cái việc họ sống như thế nào thôi, chứ cái tuổi thì không phải là quyết định hết. Bạn Yên ơi, bạn có sợ tuổi dần không vợ? Dạ không chị, quan điểm của bạn gái nói khi nãy là cũng đồng quan điểm với em. Em không quan trọng về tuổi tác, ăn do cách sống của mình có biết dung hòa cho cuộc sống hay không thôi. Đúng rồi, tuổi tác không có quan trọng ha, quan trọng cái duyên số thôi. Em có mấy mối tình rồi Yên? Lúc học cấp 2 em có một mối tình đơn phương, khi ra trường thì cũng có một mối tình chính thức. Chia tay cũng gần 2 năm rồi. Quen mấy năm? Dạ, 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Nói chung là cũng có tính tới chuyện hôn nhân. Thì bên bạn gái đó nói là phải bắt rễ. Công việc của em thì cũng gần với Sóc Trăng, mà cô ấy thì cũng làm ở Sóc Trăng. Ở đâu em không quan trọng, quan trọng là cuộc sống của mình ổn định, thuận tiện cho công việc được rồi. Mà em nói thôi em không chịu ở rễ, em nói phải về bắt làm dâu. Em nói chơi nhưng mà không đúng thời điểm. Tới trưa là nhắn tin là nói
mình không đồng quan điểm đâu, thôi chia tay đi. Trời đất ơi. Em giỡn thôi đó hả, mà coi như chia tay mối tình hả? Dạ, cái cô ấy nói, cô ấy nói vậy làm cô ấy tư tưởng suy nghĩ quá nhiều rồi. Rồi em cũng có nhắn tin tới lôi nha, nhưng mà cô ấy nói là cô kiên quyết luôn phải không? Đâu. Thôi đừng có nhắn tin nữa. Rồi, chia tay lãng xẹt. Lãng xẹt. Bên kia có chịu làm dâu không? Về cái vấn đề làm dâu thì em nghĩ là cha mẹ thì bên nào cũng là cha mẹ. Ừ. Nhưng mà em có một cái là công việc ở Sóc Trăng của em bây giờ hiện tại đang khá ổn định đó. Với nhà em cũng đơn chiếc, cho nên là cái việc làm dâu di chuyển gì, nếu mà về Hậu Giang thì em phải di chuyển công việc. Hoặc là phải tại nhà cũng đơn chiếc, cho nên là chắc sẽ hơi khó xíu. Hơi khó thì làm dâu đúng không? Dạ. Em ở huyện nào? Dạ em ở Cù Lao Dung ạ. Nhưng mà bên Yên á, là Yên có bắt buộc phải là làm dâu không? Dạ không chị, hồi nãy em cũng có nói là cho thuận tiện cho công việc là được rồi. Dạ. Nói nghe nè, rồi á, em có cái hình mẫu lý tưởng nào mà em tưởng tượng trong đầu em phải lấy cái người chồng như vậy không? Nói chung thì về cái hình mẫu á thì chắc cũng có anh Linh gì đó. Tính tình chiều đạo nè, lo lắng gia đình chăm sóc rồi nè. Còn mấy cái hình của ảnh về gia đình em cũng rất là thích. Là em thích một mẫu y xì anh Quyền Linh luôn. Tại vì hình mẫu mà còn có thể trả giá lên xuống. À còn trả giá lên nhưng xuống mà, được đúng không? Nhưng mà Yên đẹp trai hơn anh. Chào bà mối đi. Thôi dạ, thì được đó nha, nói cho em biết nha. Dạ. Rồi em có tưởng tượng là cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào không? Người của em gương mặt, cặp mắt long lanh giống như chị Mai Phương vậy đó. Mặt long lanh như Mai Phương. Tiếp tiếp được cái miệng sao, cái mũi sao nè. Rồi cao bao nhiêu nè? Cao 1m54 trở lên được rồi. Ờ, dễ. Em hình dung đi, cái người ngồi bên đây á, em tả thử coi có trúng cái gì không? Cũng xinh. Mắt to nhỏ. Mắt nhỏ mà làm văn phòng thì có thể nước da hơi trắng. Mắt này cũng gần gần giống Mai Phương, cỡ mai mốt á. Rồi em không thích điều gì ở bạn gái? Độc đoán. Khi người ta nói gì ra nghịch ý mình, cái mình đoán này đó, cái mình suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung là suy diễn chứ không phải độc đoán. Suy diễn lung tung. Bạn gái anh hỏi là em không thích điều gì ở đàn ông? Em thích không thích nam mà quá gia trưởng á, nghĩa là nam chỉ cần cái gia trưởng đủ để quyết định thôi. Rồi không thích gì nữa? Không thích đàn ông mà không chung thủy á. Không, bạn này thì anh thấy là chung thủy đó, bởi vì cái tính tình của bạn nãy giờ nói chuyện mình cảm nhận được. Dạ. Ha, bây giờ mình gặp đàn trai đàn gái coi họ có ý kiến dùng nha. Vâng ha. Đàn gái đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với sếp em, chị sếp. Rồi chào chị sếp. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Và chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em xin giới thiệu, em là Trúc, là sếp mà cũng là giống như là đồng nghiệp của Ngọc, đồng hành với Ngọc khoảng 9-10 năm nay rồi. Ồ, thân lắm rồi đó. Làm việc chung Ngọc á, thì em có cái cảm nhận là Ngọc rất là chân thành, mà tính tình thì thẳng thắn hơn. Bữa nay Ngọc tham dự chương trình này là đây là cái duyên rồi. Đến được nay từ Sóc Trăng mà lên đây, mà gặp được anh này thì... Nhưng mà em thấy anh em thấy ok đó, em thấy là hợp với Ngọc đó. Hợp. Cảm ơn em. Bây giờ anh trai đi với ai? Trai đi, ừ. Dạ, em đi với mẹ, với hai cô, với Dượng và đứa em đồng nghiệp, với Thanh. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hoàng Yên, thì cũng mong muốn đến đây để làm tìm một cô dâu đi. Tại vì từ lâu cũng mơ ước, tại vì nhà có 4 người con trai mà đã lo gia thất được 3 rồi hết rồi. Còn đứa con trai út thì nó ham học quá đi, nó muốn có cái sự nghiệp trong tay nó, rồi nó mới có lập gia đình. Cho nên hôm nay có cái chương trình như thế này đó là nó mới đến đây để nhờ là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân để giúp đỡ, để xe duyên cho đôi bạn đứa trẻ đó. Là tôi cũng mơ ước là để đứa có gặp được cô dâu út. Cháu đây nói á, thấy là cũng được, cũng hài lòng và vừa ý, đẹp mắt luôn đó. Mong sao cho được hai đứa nó được nên đôi. Vấn đề là hai đứa phải tìm hiểu như thế nào thì tôi mơ ước làm sao được dâu út sắp tới là cho được vậy thôi. Dạ thì cho cô nó cũng có đôi lại đi. Cô thấy sao cô? Dạ em xin chào anh Huyền Linh, chị Hồng Vân. Thì trước tiên em xin kính chúc anh và chị được dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già, để kết nối xe duyên cho tụi trẻ. Nhưng ngày hôm nay là em đến đây được là em rất là vinh hạnh. Thì em thấy cháu nói chuyện thì em rất là thấy chuẩn. Thì theo công việc thì em thấy nó cũng có xứng đôi với cháu em rồi. Tàu hai đứa nó có duyên thì ngày nay nó bấm nút. Thì tiến tới hôn nhân thì em rất là vinh hạnh là em có tiệc cưới. Dạ vì em có nhiều à, em xin hết. Cảm ơn. Vậy là Hậu Giang với lại Sóc Trăng đã gặp nhau rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai đứa đi ha. Hy vọng mọi điều tốt đẹp. Hy vọng nha. Chuẩn bị nha Yên.
không gian này là của các bạn đó. Rồi, bắt đầu đi. Trời ơi, dạ, em. Dạ, anh chào anh. Anh có bó quà tặng em ạ. Anh có hàng rồi, đây là dùng nước là đặc sản Phụng Hiệp của anh ạ. Em cũng có quà gửi anh. Trước khi em gửi anh một quyển sách để anh đọc, để tìm hiểu. Tại vì em cũng thích quyển sách này, nó nói về cách nhìn nhận sự việc của nam và nữ, để hai người hiểu nhau hơn. Còn đây là một món quà em tự tay làm, mặc dù nó không đẹp lắm, nhưng mà nó mang ý nghĩa là hôm nay là em đến với một cái sự chuẩn bị nghiêm túc. Dạ, cảm ơn. Trên đời từ hồi xưa giờ tôi làm mai cũng gần chục năm rồi, tôi chưa thấy tình yêu nào mới quen nhau tặng rùa. Mà chưa hết nữa nè, bà rùa này bà phóng lên cái bà rùa kia trời. Trời đó, coi cô chịu nổi không nè. Bà nhỏ phóng lên bà lớn mà đỡ đần á. Trời ơi, mới vô Ngọc phóng lên yên rồi đó. Nghĩ sao mà em tặng cặp rùa vậy? Dạ, em tặng cặp rùa là giống như đi đâu cũng có đòi. Chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Thôi, bây giờ hai bà leo xuống đi. Thôi, nó không có leo, nó không leo. Kệ nó đi. Làm xấu hổ quá. Các bạn cảm nhận gì nhau thế nào? Hai, hai bạn mặt? Nói về cảm xúc gặp nhau đi. Thì đúng đúng như hồi nãy là anh Quỳnh Linh nhận xét là nhìn anh Yên hiền. Thấy có mấy miền Tây chân thành. Còn Yên thấy Ngọc sao Yên? Dạ... Yên làm xin. Như chết đứng hay sao á? Giống như từ hải chết ngồi chá lộn. Chết ngồi nhìn ngắm không à, không có nói được. Bạn gái cũng xinh. Mấy quan điểm của bạn gái nói thì nó cũng hợp ý của em đó. Nếu mà mình tìm hiểu được rồi, em nghĩ bao lâu mới tiến tới hôn nhân được? Ông đặt thẳng vấn đề luôn kìa. Tại vì theo quan điểm của em á thì hôn nhân á là mình hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân. Nên là cái chuyện mà thời gian dài hay ngắn á không quan trọng, quan trọng là mình tìm hiểu nhau, mình cảm thấy hợp. Tại vì người ta nói cho hôn nhân á là không phải là 1+1=2 mà là 0.5+0.5=1, là mọi người sẽ nhúng nhường nhau một xíu để hòa hợp lại. Thì cho nên cái thời gian đó với em nó không quan trọng. Hình như bây là giờ... em đang đọc được suy nghĩ của anh hay gì? Trời ơi. Dễ sợ luôn. Rồi ví dụ như tụi em mà quen nhau, tìm hiểu nhau thì tính là một tuần gặp nhau mấy lần? Dạ, em rảnh là em muốn gặp nhau à. Em thích gặp bạn gái mà mình thích để nói chuyện lắm. Gặp mỗi ngày luôn? Dạ. Bây giờ mình tính chuyện là quan điểm về sinh con trai đầu lòng hay gái đầu lòng đi, bàn nhau luôn đi. Anh thì con trai con gái thì cũng được, mà phải có nam có nữ. Có điều kiện thì ba đứa, còn không điều kiện thì phải hai đứa. Chứ một đứa thì nó không có anh có em thì nó cũng buồn. Em cũng đồng quan điểm là thường tại vì một đứa thì nó sẽ hơi buồn. Em thì nam nữ em cũng không quan trọng. Người ta nói con là của trời cho nên là mình chăm sóc nó tốt để nó thành một người tốt của xã hội là được. Giờ nãy bạn gái nói là hát cải lương giùm cổ được đó, mình hát tặng bạn trai một bài, một đoạn, một câu nào đó đi. Tại vì em bị viêm họng đó cho nên là có thể là hát góp vui thôi mọi người. Quý vị bỏ qua cho em nếu mà có gì sơ xuất. Dạ. Em xin hát một đoạn giọng cổ trong bài Chợ Mới đi. Ơ hơi dòng sông mang nước nơi nào, có về quê em ghé thăm đôi điều, gần em nhớ thương anh nhiều. Trong trời xa dường như anh thấy chiếc áo nàng vơi. Chợ mới người ơi, chưa hẹn lòng như đã chờ mong. Mình ở Sóc Trăng mình hát bài Sóc Trăng chứ tự nhiên hát bài An Giang thì đáp qua đáp lại. Em đáp lại liền đi. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cá ước muốn tương lai, còn tôi giờ thế tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Rồi chút xíu bấm thì chung đường chung bước liền. Bấm một cái là chung đường chung bước liền. Ok. Chúng ta chuẩn bị bấm nút nha. Chúng ta hãy kiểm tra một lần nữa con tim của mình. Khi bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu thật sự các bạn cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, một mảnh ghép của mình, thì hãy ghép lại với nhau và bấm nút nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 và 1. Hết thời gian. Wow! Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng. Trời ơi mẹ em vui quá, mẹ với dì vui quá kìa. Nắm tay vô đi. Bắt đầu từ bây giờ Hậu Giang với Sóc Trăng là một rồi đó.
nhá. Một cái gọi là nụ hôn đầu tiên khi mà ta bấm nút để chứng minh rằng mình bấm nút từ trái tim của mình. Không dính như ông rùa dưới kia kìa. Cho anh hôn em nha. À. Trong các tường ế là em em đến đây tìm người yêu mà anh. Thôi có bạn cơ quan làm mai các tường luôn đi. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Chị chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Lương. Tên đầy đủ là Lê Văn Lương. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ, em hiện tại là 32 tuổi. 32 làm nghề gì? Dạ, em hiện tại là đang quản lý bên kinh doanh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin mời bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn. Dạ, mình tên là Nguyên, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên xuất nhập khẩu, chuyên về chứng từ. Nguyên 28 tuổi. Dạ. Ủa, quê Nguyên ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn chị. Rồi trong cơ quan rồi có nhiều bạn trai không? Cơ quan em cũng có mấy anh sale nhưng mà mấy anh đó là có gia đình có con hết rồi. Thường những cái ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là thích nấu ăn, thích làm bánh, em hay làm bánh lắm. Ngon không? Dạ, cũng ăn được. Bánh gì? Dạ, em làm cheesecake, làm bánh lăng, rồi rau câu, rồi nhiều loại bánh đó chị. Cái này được đó anh à? Dạ, cứ cuối tuần là vô bếp làm bánh thôi chứ không có đi hẹn hò. À, thì bây giờ vừa làm bánh vừa hẹn hò. Dạ, chắc cho ảnh làm chuột bạch. Anh Lương ơi, có thích ăn bánh không? Dạ, em thích lắm chị ạ. Nãy bạn nói là bạn quản lý kinh doanh. Dạ. Cụ thể là việc gì? Thì hiện tại thì quản lý kiêm giám đốc chi nhánh của công ty dược Hoa Việt. Thế còn Nguyên thì nãy là mình giới thiệu cái mặt mạnh của ha, còn những nhược điểm của mình. Em là cũng có hơi nóng tính, với là em cũng hơi thẳng quá, cái gì em cũng muốn rõ ràng hết chứ không có lưỡng lờ con cá vàng. Nhưng mà duyên dáng như vậy mình đã có người yêu chưa? Dạ, em cũng có hai mối tình rồi chị, nhưng mà cũng chia tay cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Dạ chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi đó chị. Bên kia có hai mối tình, bên đây có mấy mối tình? Dạ, em thì có hai mối tình ạ. Cũng hai mối tình luôn? Dạ. Chia tay cách nay bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng được 2 năm rồi anh ạ. Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Do là cái tính cách không chưa được hợp nhau. Và cái là khác đạo nữa nên là... À vậy. Vậy theo bạn, người nào mới hợp ý của bạn? Em thì cũng đơn giản lắm. Người cao 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên. Thân hình cân đối một chút. Rồi. Biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết vun đắp trong gia đình. Ở bên đây Nguyên muốn hỏi anh mà nãy giờ không dám hỏi là Lương là quê ở đâu? Em là quê ở Thanh Hóa đó. À, lấy vợ về xong rồi đưa đi về Thanh Hóa hả? Ở nào nó phát triển tốt thì mình ở. Vậy về quê vợ ở được không? Dạ chắc là không được ạ. Lý do tại sao? Giống như mình mà ở đó thì nó có gò bó. Gò bó nó có gì mình... ai gò bó bạn? Nhưng nó cũng được thoải mái nhưng mà mình tự do ở. Ủa mà anh ơi, bây giờ em ở Sài Gòn rồi sao anh? Sài Gòn thì anh thích rồi em ạ. Vậy sao anh không thích ở quê vợ? Anh đang hiểu anh Quyền Linh nói là quê vợ là hiểu nhầm sang là ở nhà vợ. Vậy anh có nhà chưa? Dạ chưa chị ơi. Trời, anh không có nhà đâu, anh không ở nhà vợ nữa, giờ ở nhà nào? Hiện tại thì mình cứ thuê ở nào đấy rồi mình ở tạm đi. Cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Không thích xăm hình nè, nhuộm tóc nè. Không thích cái tính giống như một cái chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi cạp rạp á, phụ nữ hay dạ, đứng cạp rạp đó. Mệt lắm. Thì em vậy như đó thôi đúng không? Dạ như đó thôi. Mình thích người yêu mình làm gì cho mình? Làm bánh. Cái mẫu người đàn ông bạn thích là người như thế nào? Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m7, tại vì em 1m65, không có gia trưởng, không hút thuốc và không có vũ phu đánh phụ nữ. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào không? À, anh Quyền Linh bên vợ đó chị. Thấy chưa? Thấy được chưa? Trời ơi, gì vậy? Nhìn nụ cười đó, nụ cười như hơi lên cao đó. Sảng khoái quá. Bạn kia bạn nói vậy rồi đó, mình thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em muốn đáp ứng được khoảng 80% đó. 80% rồi. Kìa, có người kìm tìm kìa. Dạ, chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ, em cao 1m74. 1m74 là vượt chỉ tiêu rồi ha. Dạ. Mà hiện giờ là anh ở với ai? Em ở với là ông anh ạ. Còn gia đình còn ở ngoài quê hết? Gia đình ở ngoài quê hết rồi chị. Bên đây người ta nhuộm tóc đỏ lòm mà sao mặt rất duyên dáng, có điều nhuộm tóc thì về không thích thì nhuộm đen lại thôi đúng không anh Linh? Dạ. Yeah. Đẹp mà, tự nhiên mình có định kiến không thích nhuộm tóc là sao? Phụ nữ người ta làm đẹp chuyện bình thường. Em thì dễ thay đổi lắm chị. À dạ. Thôi em bao phải. Ủa người dễ thay đổi vậy là có lập trường đâu hả anh? Khi mà mình biết cái nhuộm tóc đó thì cái ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng mà mình có thể mình sửa được. Bây giờ lỡ người ta có xăm nơi bắp dế cái con bướm rồi sao?
Xong là không chịu rồi. Bây giờ là không thấy, bây giờ cưới về mới thấy rồi sao? Cưới rồi mới thấy rồi, thôi xong rồi chị. Là bỏ luôn hả? Hay là ván đã đóng thuyền rồi? Ván đóng thuyền rồi. Ván kia nay đã đóng thuyền rồi. Lát nhớ kiểm tra nha, tôi thấy có rồi đó. Có không? Để anh lo cái vụ này cho. À, kiểm tra nha. Rồi anh kiểm tra luôn. Trời đất ơi, thiệt hả? Dạ. Nhờ tôi thiệt hả trời? Kiểm tra, kêu kiểm tra nha. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi, nói cái đồng tiền sao mình như cái giếng vậy ông ơi. Khen qua khen lại nữa. Hết rồi, đẹp vậy trời. Cái này có thẩm mỹ không? Dạ quét không. Lỗ ngay má gì không? Dạ không, tự nhiên anh. Sao mà nhuộm tóc đỏ khe vậy? Hả? Bởi vậy anh bên kia không chịu nhuộm tóc à. Về xóa đi. Thôi em thích màu này. Ví dụ giờ yêu quá rồi anh bắt phải xóa đi rồi, có xóa không? Dạ không, anh yêu em thì anh yêu trọn vẹn chứ làm sao bắt em theo giờ ảnh. Dạ bắt buộc anh phải kêu là xóa luôn, bỏ màu luôn thành màu đen chịu không? Màu đen thì chịu. Ôi xanh rồi. Dạ không. Ừ, rồi. Có xăm không? Dạ không. Có. Ủa mà giờ có thì sao? Có mình chịu không chịu? À, dạ không có xăm. Không có xăm không? Dạ. Thiệt không? Thề. Trời ơi, gì chưa chứ không thề luôn. Thề ha. Rồi yên tâm rồi, không có xăm. Anh kiểm tra hết rồi. Dễ thương. Cái hù người ta nó có lỗ rồi nói. Ta chứ. Chưa gì chứ thề nôn quá. Hả? Nôn quá. Nôn nôn hả? Nôn nao rồi. Nôn nao. Bây giờ cơ quan em quản lý nhiều cô đẹp xong quen ở cơ quan mà tới đây làm gì? Có gia đình hết rồi. Có gia đình hết hả? Dạ. Có nhóm bạn đi theo hả? Đúng rồi. Tao đi hỏi nhóm bạn coi. Chào các bạn. Vâng, chào anh Quyền Linh ạ. Anh vậy mà nó không có người yêu là sao? Vâng, thưa anh Quyền Linh, là anh Lương thì mấy năm vừa rồi là cứ mải miết với công việc. Đây là ba bạn cùng làm một công ty. Là lính là của anh hết hả? Dạ em là lính của anh Lương đấy. Lính mà dễ gì em nói xấu sếp. Chị hỏi chị. Đẹp trai gì mà dễ gì không có ai theo. Đừng có gì giả bộ tôi là Mai xong rồi Mai tự nhiên có người đánh ghen mệt lắm nha. Có người yêu cơ quan không? Dạ không anh ơi. Chắc chắn ha? Dạ chắc chắn. Bắt tay cái rồi. Dạ. Thề giống bên kia đi. Thề luôn ạ. Thề luôn. Thôi. Hai bên thề luôn rồi. Bây giờ mình kéo màn cho hai bên gặp lại nhau đi. Chứa gì đã thề. Hồi hộp chờ đợi. 1, 2, 3. Quay qua bên kia. Chào em. Đó. Em tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trời, hai người cao bằng nhau luôn. Thấy em xinh. Ồ, má lúc đồng tiền này giống chị Cát Tường. Ồ. Dạ em cảm ơn anh. Giống Cát Tường ế với lại em. Em đến đây tìm người yêu mà anh. Thôi có bạn cơ quan làm Mai Cát Tường luôn đi. Anh cho em hỏi là anh có biết làm việc nhà hay nấu ăn gì không ạ? Ồ, anh biết làm. Mấy công việc đó thì anh làm được. Dạ, anh biết san sẻ công việc với vợ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thế anh hỏi khi mà quen nhau thì bao lâu thì em có thể là kết hôn, lập gia đình được ạ? À, em cũng lớn rồi đó. Nếu như được thì mình tìm hiểu rồi khoảng vài tháng hoặc 6 tháng. Dạ, anh thích cái điểm này. Dạ, em không muốn lâu dài đâu anh. Tại vì nhiều khi lâu dài con người ta hay thay đổi lắm. Ờ, vậy hả? Dạ. Thời gian ở trên này nó 2 phút thì mình không có hiểu nhau được. Thì anh cũng mong là mình có thể mình gặp ở ngoài để mình có thể hiểu nhau hơn. Chưa gì hẹn ngoài. Ai cho hẹn ngoài? Hẹn này chưa xong. Hẹn này chưa xong hẹn ngoài gì? Dạ. Hẹn ở đây. Hẹn tiếp đi. Suy nghĩ của anh về tình yêu hôn nhân sao ạ? Đó là cái sự hai người đồng cảm biết chia sẻ cho nhau. Dạ. Anh có kiểu như là anh có hay lén phén hay là giống như có người yêu rồi nhưng mà anh hay có so sánh người yêu anh với người phụ nữ khác không? Cái này thì anh không em ạ. Dạ. Dám nói có. Giờ còn 30 giây nữa hả? Nói một câu thiệt là ngọt ngọt. Tôi nói mát như đường cát, mát như đường phèn coi. 2, 3, bắt đầu. Cái này thì mới hôm nay là cơ hội để mình quen nhau. Thì cái gì cũng phải từ từ đúng không ạ? Thì hôm nay thì có cơ hội rồi. Mình ra ngoài mình thấy là làm quen. Ra ngoài mình làm cái gì ra ngoài hoài vậy? Mình tính chuyện trên đây, tỏ tình trên đây nè. Làm gì đi để cô quyết định cô bấm nút hay không mới có ra ngoài chứ. Hát bài đi. Hát bài đi kìa, dưới đồng nghiệp kêu hát bài kìa. Em hát bài Làm Vợ Anh Nhé. Quá dữ. Làm vợ anh nhé, anh sẽ có một bờ vai thật rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em. Thôi không hát được đấy. Em đã cố gắng. Hát bài này với mấy người rồi? Dạ em làm được tin đó. Thiệt không? Thiệt luôn anh. Chắc như đinh đóng cột đó. Rồi hết thời gian.
Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Đó, chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ quyết định nha. 1 2 3 Hay quá rồi. À, bạn trai hồi hộp không? Dạ em hồi hộp lắm ạ. Nếu bạn nữ không bấm thì sao? Dạ không nắm thì em buồn thôi ạ. Nãy anh đòi nắm tay đâu, giờ nắm tay thử coi. Sáu tháng cưới luôn hả? Dạ đúng ạ. Được không? Dạ được. Nôn quá rồi đúng không? Gửi tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đây, tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc hai người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Và tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường. Rồi, hai người nắm tay đi xem phim đi. Dạ. Nắm tay dẫn đi coi phim, đúng rồi.